Xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Trong cái chương trình chia sẻ những cái mẫu nhà vườn máy Nhật mới nhất, hôm nay em xin chia sẻ với quý vị khán giả và các bạn một cái mẫu nhà vườn máy Nhật 4 phòng ngủ 2 sảnh. Đó, cái mẫu này thì bên em chuyên gia phong thủy nhà đẹp nông thôn mới bên em đã tư vấn phong thủy và thiết kế cho một bạn trẻ sống tại xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội mới nhất năm 2023. Như quý vị khán giả và các bạn nhìn thấy, đó là cái mẫu cái sảnh chính của cái mẫu nhà vuông. Đó, mẫu này là mẫu nhà vuông ạ. Mẫu nhà vuông này thì bên em đã thiết kế nhiều rồi. Nhà vuông to thì mẫu to nhất là 15 x 15, 5 phòng ngủ. Và những cái mẫu nhỏ hơn 14, 13, 12, 4 phòng ngủ, 3 phòng ngủ là bên em đều thiết kế. Và hôm nay em xin chia sẻ với quý vị khán giả và các bạn cái mẫu nhà vuông 13 x 13. Đó, 2 sảnh. Như quý vị khán giả và các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đó, là 2 sảnh, mẫu nhà vuông 2 sảnh, 4 phòng ngủ. Được tư vấn phong thủy và thiết kế tại nhà mới nhất tại xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội. Đó. Cái mặt những cái hình ảnh 3D và những cái màu sơn chủ đạo ngôi nhà đó là màu trắng và những cái điểm nhấn là màu vàng, tạo lên cái sự ấm cúng cho ngôi nhà và tạo cái sự nhẹ nhàng, đơn giản nhất, lịch lãm nhất cho ngôi nhà. Và mặt đen bậc thì là mặt đen cổ trắng, và những cái nền chân móng nhà này thì là được thiết kế cái màu tối để tạo cái điểm nhấn và cũng là tạo cái điểm khỏe, điểm mạnh cho ngôi nhà. Để khi chúng ta thiết kế lên những cái tông màu tối cho cái chân móng nhà thì lúc nào ngôi nhà của chúng ta nó cũng tạo lên cái sự vững chãi nhất, khỏe nhất cho ngôi nhà. Đó. Các bạn mà quan tâm đến cái mẫu này, các bạn có thể dừng màn hình và chụp. Và bạn nào quan tâm nhiều hơn nữa thì gọi điện cho em. Em sẽ chia sẻ cái mẫu thực tế này nhiều hơn, chi tiết hơn, đầy đủ hơn. Ở trên cái trong cái chương trình chia sẻ như thế này thì em chỉ chia sẻ được như thế này thôi. Còn rất nhiều hình ảnh về ngôi nhà này nữa. Nhưng mà trong cái chương trình này em chia sẻ ngắn gọn, xúc tích, các bạn dễ hiểu và các bạn có thể áp dụng khi các bạn triển khai. Còn bạn nào quan tâm hơn nữa thì các bạn có thể gọi điện cho em. Đó, và em quay lại cái màn hình chính, cái mặt bằng 2D của ngôi nhà này. Đó, ngôi nhà này có chiều rộng mặt tiền đó là 13 m, 13 m 65. Đó là mặt tiền chính, sảnh chính của ngôi nhà là 13 m 65, và chiều sâu của ngôi nhà là 12 m 65. Công năng sử dụng của chúng ta là có 4 phòng ngủ ạ. 1, 2, 3, 4 phòng ngủ. Bếp liền khối. Đó. Và 2 sảnh. Đó. Và đây em xin giới thiệu cái công năng sử dụng của chúng ta. Phòng ngủ thì có 4 rồi. Và cái phòng khách. Ở không gian phòng khách của chúng ta là có diện tích là 70 m². Đó. 70 m² thì chúng ta được vay mượn từ phòng khách sang khu vực nội minh đường, sang khu vực phòng bếp, phòng ăn, phòng bếp, phòng thờ. Phòng thờ này của chúng ta trong ngôi nhà này chúng ta chỉ nhỏ thôi. Đó, vừa đủ kê cái án gian của chúng ta và hai bên là hai cái lọ lục bình. Và bên cạnh đấy những cái điểm thẳng này đó là chúng ta được ngăn cách bằng những cái tấm CMC để tạo cái độ thoáng nhất, đẹp nhất, thẩm mỹ nhất cho ngôi nhà. Đó. Và phòng khách kết hợp với phòng ăn, phòng bếp của chúng ta ở đây. Trong cái không gian này của chúng ta là có phòng khách, phòng bếp. Đó. Và bếp của chúng ta phát triển theo hình chữ L ở góc bên này. Đó, và một BKC chung của chúng ta ở đây. Đó. Và vế bên này của chúng ta cũng được thiết kế một cái nhà vệ sinh chung. Vậy trong toàn bộ ngôi nhà của chúng ta là có 2 WC chung.
Đó là toàn bộ không gian của cái ngôi nhà vườn mái hiên một tầng, nhà vuông hai sạch. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của em. Nếu quý vị khán giả và các bạn quan tâm đến tư vấn phong thủy, quan tâm đến thiết kế mới, ngon bổ rẻ, tiết kiệm chi phí, tối ưu không gian, xin gọi điện số điện thoại trên màn hình. Chuyên gia phong thủy bên em sẽ đến giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà đẹp, tiết kiệm chi phí. Em xin cảm ơn. Chúc quý vị khán giả và các bạn ngày mới thật nhiều năng lượng và chọn cho mình được những cái mẫu nhà đẹp. Em xin cảm ơn.